Cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca lĩnh án 10 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cái kết bi kịch của một vị tướng. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh sách Nói Minh Chiết. Câu chuyện về tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, không chỉ là một vụ án hình sự đơn thuần mà còn gợi lên nhiều suy ngẫm về danh dự và trách nhiệm của một người từng đứng đầu lực lượng bảo vệ pháp luật. Ông Đỗ Hữu Ca, với cấp bậc và chức vụ cao, đã trở thành một trong những cái tên mới nhất trong danh sách những vị tướng vào lò vì những hành vi sai trái. Đặc biệt, trường hợp của ông còn đáng nói hơn bởi cái cách ông biến quyền lực thành công cụ để trục lợi cá nhân. Theo cáo trạng, ông Đỗ Hữu Ca đã nhận tới 35 tỷ đồng từ một tay buôn lậu hóa đơn để giúp người này thoát tội. Số tiền này không chỉ đơn thuần là chạy án mà còn là minh chứng cho mối quan hệ lâu năm, sự quen biết sâu rộng và lòng tin mù quáng mà tay buôn lậu kia đã dành cho vị tướng. Nhưng thay vì giúp đỡ như lời hứa, ông Ca sau khi nhận tiền không chỉ không làm gì mà còn ngang nhiên đuổi người đến đòi lại tiền ra khỏi nhà. Hành vi này thể hiện sự thách thức pháp luật, coi thường đạo lý và lương tâm của một người từng giữ trọng trách bảo vệ công lý. Vụ việc trở nên bi kịch hơn khi lực lượng chức năng khám xét nhà riêng của ông Đỗ Hữu Ca và phát hiện khối tài sản khổng lồ. Chỉ riêng bất động sản, ông Ca sở hữu tới 40 sổ đỏ, một con số khiến nhiều người bàng hoàng. Câu hỏi đặt ra là một người lính, một vị tướng làm sao có thể tích lũy được khối tài sản lớn như vậy? Theo những gì cơ quan chức năng đã điều tra, cách mà ông giàu có hoàn toàn không hợp lý nếu chỉ dựa vào lương và thu nhập chính thống. Phải chăng đó là kết quả của sự thao túng quyền lực, lợi dụng chức vụ để làm giàu bất chính? Trong suốt sự nghiệp, ông Đỗ Hữu Ca từng nắm giữ những vị trí quan trọng, có tiếng nói và quyền lực lớn trong lực lượng công an, một trong những cơ quan được xem là trụ cột của nền an ninh và pháp luật. Ông là người được trao quyền duy trì công lý, bảo vệ sự bình yên cho xã hội. Thế nhưng, thay vì làm tròn trách nhiệm, ông đã sa ngã trước sự cám dỗ của tiền bạc và quyền lực. Điều này không chỉ làm ô uế danh dự cá nhân mà còn làm tổn thương sâu sắc đến niềm tin của người dân vào lực lượng bảo vệ pháp luật. Trong những năm gần đây, không ít tướng tá đã bị đưa ra ánh sáng với những tội danh như tham ô, hối lộ, nhận tiền bảo kê và trường hợp của ông Đỗ Hữu Ca chỉ là một trong số đó. Nhưng ông Ca lại đặc biệt hơn ở chỗ, ngoài việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông còn gây sốc bởi khối tài sản khổng lồ mà ông sở hữu. Điều đáng nói là những hành vi này không phải mới xuất hiện mà chúng đã diễn ra trong thời gian dài. Vấn đề này lẽ ra phải được làm rõ từ những đợt kê khai tài sản hàng năm, chứ không phải đợi đến khi ông bị phát giác lừa đảo mới bắt đầu điều tra về nguồn gốc thu nhập. Câu hỏi đau đáu là liệu còn bao nhiêu người như ông Đỗ Hữu Ca đang ung dung ngoài vòng pháp luật? Nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và trong những thời kỳ khói lửa ấy, vị trí của các tướng lĩnh luôn được tôn vinh và kính trọng. Các vị tướng thời chiến thường gắn liền với những huyền thoại, những trận đánh oai hùng và khi về già, họ thường sống một cuộc đời thanh đạm, gắn bó với nhân dân. Nhưng tướng lĩnh thời nay, đặc biệt là trong thời bình, lại phải đối mặt với một cuộc chiến khác, cuộc chiến chống lại cám dỗ của quyền lực và tiền bạc. Thời kỳ hiện đại, khi quyền lực và danh vọng trở thành một thứ mồi ngon dễ sa ngã, những tướng lĩnh phải đối diện với cạm bẫy khôn lường và chỉ một lần lầm lỡ, họ dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của tội lỗi. Ông Đỗ Hữu Ca, người từng có quyền lực là lá chắn bảo vệ pháp luật, nhưng lại tự tay biến mình thành một kẻ lừa đảo, trục lợi từ lòng tin và tiền bạc của người khác. Khi người ta hỏi rằng những người như ông Ca có đáng mặt làm tướng không, thì câu trả lời rõ ràng là không. Một người đã từ bỏ tất cả những giá trị đạo đức cốt lõi của nghề lính, gia nhập vào lòng tham vô độ, lạm dụng quyền lực để trục lợi cá nhân không thể xứng đáng với danh hiệu tướng. Cái kết của ông Đỗ Hữu Ca là lời cảnh tỉnh cho những ai đang nắm giữ quyền lực trong tay. Một lần nhúng chàm không chỉ hủy hoại sự nghiệp của mình mà còn làm tổn hại đến uy tín của toàn bộ hệ thống. Những người như ông Đỗ Hữu Ca, những người từng đứng trên đỉnh cao quyền lực nhưng rồi sa ngã, chỉ là minh chứng cho thực tế rằng nếu không có bản lĩnh, không có sự kiên định trước cám dỗ thì sớm muộn cũng sẽ bị hạ gục bởi chính lòng tham của mình. Và cuối cùng, những người như ông Đỗ Hữu Ca có đáng mặt làm tướng không? Đáng tiếc, câu trả lời đã rõ. Không phải ai cũng có thể giữ được phẩm giá của một vị tướng khi đối diện với danh vọng và tiền bạc. Trong trường hợp này, ông Ca đã tự tay phá hủy tất cả những gì ông từng gây dựng, để lại một tấm gương xấu, một sự cảnh tỉnh nghiêm khắc cho những ai còn đang trong vòng xoáy quyền lực và tham vọng. Đoạn văn trên có một số lỗi chính tả, dấu câu và cách diễn đạt cần được điều chỉnh để rõ ràng và chính xác hơn. Sau đây là phiên bản đã được sửa lỗi chính tả và một số lỗi diễn đạt.
ông Đỗ Hữu Ca vì thương đàn em mà cuối đời phạm tội. Cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng nói chưa bao giờ lừa dối ai vì thương đàn em Trương Xuân Đức mà phạm tội vào giai đoạn cuối cuộc đời. Sáng ngày 11 tháng 4, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nói lời cuối trước khi tòa tuyên án, ông Ca cho hay từng nhiều năm công tác trong ngành pháp luật nên có hành vi sai trái sẽ sẵn sàng nhận tội. Ông thừa nhận có mối quan hệ thân tình 19 năm với bị cáo Trương Xuân Đức, người đưa 35 tỷ đồng nhờ chạy án. Tôi rất thương Đức, coi như em ruột. Mẹ tôi và mẹ Đức cũng rất quý nhau. Khi mẹ tôi ốm, Đức chăm sóc tận tình khiến tôi rất xúc động. Tôi chỉ có cho tiền chứ không bao giờ đi lừa lấy tiền của Đức. Ông Ca nói, bị cáo từng 5 năm làm giám đốc công an Hải Phòng, luôn tuân thủ pháp luật, đây là nguyên tắc sống, nguyên tắc làm việc. Nhưng cuối cùng ông lại để tình cảm anh em đè lên nguyên tắc, vì thương đàn em mà xảy ra cơ sự này, vì lụy tình mà cuối đời phạm tội. Ông Ca trình bày, không có ý chiếm đoạt tiền, không gặp gỡ vợ chồng Đức vào Tết Nguyên đán năm 2023 để nói đã lo xong việc ở công an Hải Phòng, còn ở Quảng Ninh đã nhờ người như cáo trạng nêu. Tuy nhiên, ông thừa nhận, dù sao, phạm tội vẫn là phạm tội. Ông Ca nói rất đau khổ, vô cùng hối hận vì làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội, uy tín cơ quan thực thi pháp luật và mang họa cho mình. Cựu thiếu tướng 66 tuổi xin lỗi Đảng, Nhà nước, Chính phủ, ngành công an cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng. Ông xin tòa khoan hồng cho Đức vì rất hiểu hoàn cảnh của người này. Trong lời nói sau cùng, bị cáo Đức bày tỏ, xin hội đồng xét xử giảm tội cho anh Ca, còn tôi không cần gì cả. Nguyễn Ngọc Anh, vợ ông Đức, bật khóc trình bày, còn cha mẹ già, con nhỏ cần chăm sóc nên xin được khoan hồng. Ngọc Anh xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác. Các bị cáo còn lại đều tỏ rõ sự ăn năn hối hận, xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, trong phần tranh tụng, các luật sư bào chữa cho ông Ca cho rằng thân chủ không gây nguy hại cho xã hội. Mức án Viện Kiểm sát đề nghị là quá nặng so với số tiền chiếm đoạt, dẫn chứng là vụ án Tân Hoàng Minh vừa xét xử. Các luật sư đề nghị không cách ly ông Ca với xã hội. Đối đáp, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định việc định tội đều được xem xét kỹ lưỡng, hành vi của các bị cáo có hệ thống bằng chứng rõ ràng. Trước phiên tòa, Công an Hải Phòng, Hội luật gia Hải Phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thủy Nguyên, Giáo hội Phật giáo Hải Phòng và nhiều tổ chức cá nhân ở xã Kinh Giang có đơn xin giảm nhẹ tội cho ông Ca. Nội dung đều cho rằng ông Ca đạt nhiều thành tích trong công tác, có công triệt phá các băng nhóm tội phạm, được nhân dân yêu quý và tin tưởng, được tặng nhiều huy chương, bằng khen. Tại phần luận tội, Viện Kiểm sát đề nghị tòa phạt ông Ca 10 đến 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Đức từ 24 tháng đến 30 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ, tổng hình phạt 9 đến 10 năm tù. Theo Viện Kiểm sát, ông Đức có vai trò chủ mưu nhưng ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi. Ngọc Anh bị đề nghị 18 đến 24 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 3 đến 4 năm tù do tội đưa hối lộ, tổng hình phạt là 4 năm 6 tháng đến 6 năm tù. Ông Nguyễn Đình Đương, cựu chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải, bị đề nghị 6 năm 6 tháng đến 7 năm 6 tháng tù. Nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài bị đề nghị 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ. Ông Đặng Khắc Thành bị đề nghị 18 đến 24 tháng tù. Hà Thị Bích Nhàn bị đề nghị 15 đến 18 tháng tù với tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Các bị cáo Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đưa, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên bị tuyên phạt từ 350 triệu đồng đến 3 tỷ đồng với tội trốn thuế. Bản án nêu ông Đức bắt đầu buôn bán hóa đơn trái phép từ năm 2005 khi thành lập công ty cổ phần Khánh Dung. Ban đầu, vợ chồng ông mua hóa đơn đầu vào với giá từ 5 đến 6% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn, chưa tính thuế VAT. Năm 2018, ông Đức thấy việc mua hóa đơn của người khác có nhiều rủi ro, dễ bị phát hiện, nên đã lập nhiều công ty để vừa làm nguồn cấp hóa đơn đầu vào, vừa xuất bán hóa đơn trái phép cho người khác. Đến khi bị bắt, ông Đức và vợ đã thành lập 26 công ty mà. Việc mua bán hóa đơn trái phép của vợ chồng ông Đức diễn ra trong thời gian dài nhưng không bị phát hiện và xử lý. Nhà chức trách cho biết, do thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự của tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước là 10 năm, đây là tội phạm nghiêm trọng, nên việc truy cứu các hóa đơn của hai bị cáo được tính từ tháng 2 năm 2013
với hơn 15.600 tờ hóa đơn mua bán trái phép, tổng số tiền hàng giao dịch ghi trên hóa đơn là hơn 6.000 tỷ đồng. Vợ chồng ông Đức bị cáo buộc thu lời bất chính hơn 41 tỷ đồng sau khi trừ hết chi phí. Theo nhà chức trách, để dễ làm ăn, vợ chồng ông Đức đã móc nối với chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải, ông Nguyễn Đình Đương và cán bộ thuế Đỗ Thanh Hoài. Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, vợ chồng ông Đức đưa cho ông Đương và Hoài tổng cộng 362 triệu đồng. Trong số này, 70 triệu đồng là phong bì khi gặp gỡ, 100 triệu đồng khi thành lập hai công ty mới và 192 triệu đồng là lương hàng tháng, theo thỏa thuận năm 2022. Hành vi của ông Đức bị công an tỉnh Quảng Ninh đưa vào tầm ngắm. Vốn có quan hệ thân tình 19 năm và được cựu giám đốc công an Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca, coi như anh em trong nhà, ông Đức trước khi bỏ trốn đã bảo vợ đến nhờ vả ông Ca. Khi ông Ca hỏi chuyện và nói cần chuẩn bị tiền để khắc phục hậu quả, vợ chồng Đức đã 4 lần mang tiền đến với ý định chạy án, tổng cộng 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Đức vẫn bị bắt vào ngày 1 tháng 3 năm 2023 và 3 ngày sau, Ngọc Anh cũng bị bắt. Việc đưa tiền bị phát hiện. Ngày 15 tháng 3 năm 2023, ông Ca bị bắt và làm việc với cơ quan điều tra. Trong ngày đầu tiên tại tòa, ông Ca khai rằng vợ chồng Đức có mang tiền đến nhà nhờ lo việc sai phạm của Đức là mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Ông cho biết đã nói rõ muốn cứu thì gia đình phải bồi hoàn tiền chiếm đoạt của nhà nước và thêm khoản tiền đề phòng phát sinh. Tôi nói với Ngọc Anh rất kỹ, không hề bảo mang tiền chạy tội và không bảo mang tiền đến nhà tôi, ông Ca khai và khẳng định không gặp ai để tác động hay chạy tội. Các bao tiền ông không đụng tới, chỉ khi cơ quan công an kiểm đếm ông mới biết đó là 35 tỷ đồng. Phản đối lời khai này, ông Đức nói anh dám làm không dám nhận. Theo đó, nếu ông Ca không yêu cầu thì gia đình ông sẽ không rút tiền từ ngân hàng. Tự dưng tôi cầm tiền mang về mà không có việc gì thì có phải là điên đâu, ông Đức trình bày. Sau một đêm suy nghĩ, ở ngày làm việc thứ hai của phiên tòa, ông Ca bất ngờ nhận tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ông nói thấy nhận thức của mình trước đây chưa đúng, một phần do tuổi già nên tiếp cận cái mới khó khăn, suy nghĩ về pháp luật còn lỗi thời. Trong lời nói sau cùng tại tòa, ông Ca, người từng 9 năm làm giám đốc công an Hải Phòng, khẳng định cả đời chưa bao giờ gian dối, thất kính với người khác. Dù đã nghỉ hưu, cuộc sống không quá khó khăn đến mức phải lừa tiền người em thân thiết một cách ngớ ngẩn như vậy. Nghe người anh nói lời cuối trước tòa, ông Đức cũng ngậm ngùi xin hội đồng xét xử giảm tội cho anh Ca, còn bản thân không cần gì cả.